Hello, xin chào các bạn đã đến với video hướng dẫn và chia sẻ thanh nhạc của mình. Mình là thầy Phong Hainot và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn hát làm sao hay được như ca sĩ Hoàng Dũng trong ca khúc Nàng Thơ. Ok, mọi người cùng nhau lắng nghe nha. Và sau đây mình sẽ làm mẫu ca khúc này một cái. Trước. Ok. Rồi, to quá cho nhỏ volume lại chút. Rồi. Ngày em đánh rơi nụ cười vào anh, có nghĩ sau này em sẽ chờ và vô tư cho đi hết những ngày thơ. Anh một người hát mãi những điều mong manh, lang thang tìm niềm vui đã lỡ, chẳng bao giờ lòng quên hết những trao vơ. Ta yêu nhau bằng nỗi nhớ chưa khô trên những bức thư. Ta đâu bao giờ có lỗi khi không nghe tiếng chối từ và chỉ tiếng rằng em không là nàng thơ, anh cũng không còn là nhạc sĩ mộng mơ. Tình này nhẹ như gió lại chiếu lên tim ta những vết hằn. Tình yêu này mong mai sẽ tan phai, thôi cũng đành xếp riêng những ngày tháng hồn nhiên trả lại. Ok, để hát được một bài hát mà các bạn thấy như thế nào? Khoan đã, để hỏi các bạn đã. Các bạn thấy như thế nào khi mà mình hát như vậy và giọng nói của mình như vậy, nó có giống nhau không? Thực tế là giọng nói và giọng hát chúng ta khi mà nói và hát thì chúng ta nên 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 có một cái nhìn nhận đúng đắn là giọng hát nó phải cần rất hay, còn giọng nói thì của chúng ta không cần hay, chúng ta cần một sự tự nhiên. Đó. Thì nếu chúng ta kết hợp được một cái sự tự nhiên của giọng nói vào trong một có kỹ thuật thanh nhạc để nó hay chứ mình không có nên gọi là tôi phải giữ cái giọng tự nhiên của tôi từ đầu tới cuối, nhưng mà bạn hát không hay, bạn giữ cái giọng nói đó thì nó gọi là cố chấp, đúng không? Cái một người bẩm sinh ra hát hay thì không nói gì, mà giống như giọng nói của mình hát không hay, mình không có biết cách sử dụng cái giọng nói của mình nó truyền cảm thì làm sao mà mình có thể hát hay được. Vậy bây giờ mình phải học thanh nhạc, mình phải nghiên cứu là làm sao để giọng nói tự nhiên của mình mà nó kết hợp được với những kỹ thuật thanh nhạc, nó giúp cho giọng của mình nó hay hơn, nó truyền cảm hơn trong trong ca hát, để có thể hát hay được như Hoàng Dũng, một giọng hát bẩm sinh đã hay đó. Thì bây giờ là chúng ta để ý một chút xíu nha. Các bạn thấy là khi mình hát á, mình cố tạo nên cho cái giọng hát của mình nó ấm áp hơn, nó đầy đặn hơn, nó tròn trịa hơn. Ví dụ như mình nói là bây giờ mình hát là em nghe em đánh rơi nụ cười vào anh, giống như để nói của mình em nghe em đánh rơi nụ cười vào anh, thì nó sẽ thiếu cái sự tình cảm. Thì mình sẽ đưa cái giọng của mình vào nó tròn, đầu tiên là phải làm cho cái giọng nó tròn bằng khẩu hình miệng mình nó mở tròn. Đó là, và chúng ta đầu tiên là tròn, và cái thứ hai là chúng ta sẽ hát bằng hơi thở để cho giọng chúng ta nhẹ lại, chúng ta đừng có đanh 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 như kiểu là giọng nói của mình đây, nghe nó chua lắm, khó chịu lắm. Và chúng ta sẽ nhẹ lại, tròn lên, tròn và hơi thở, và chúng ta sẽ hát là ngày em đánh rơi nụ cười vào anh. Đó, nó gọi là một cách là mình đổi cái bầu giọng của mình một chút. Mình đổi, mình vẫn giữ cái sự thoải mái giống như là mình đang nói chuyện ha, ví dụ như thế này đó, nhưng mà chúng ta phải đổi được cái màu nó không thể là em nghe em đánh rơi nụ cười vào anh, no no như vậy thì không thể nào hay được cả, phải là em hát cốt nó pha một chút cái chữ ơ vào trong từng chữ, chữ ơ, chữ o, chữ ô, chữ nào cũng được hết á, miễn sao là cái chữ đó nó có hình tròn và pha một chút vào. Thì trước khi rơi vào cái chữ tiếng em thì chúng ta phải em, đúng không? Các bạn thấy thấy là
Đó thì cảm giác là mình làm mình từ từ, thời gian đầu thì hơi có thể là chưa quen thì nó hơi xấu một chút xíu, nhưng mà mình tập từ từ nó hình thành một thói quen. Cái mà nó giống như cảm giác chúng ta đang vuốt vuốt ve một cái điều gì đó, nó là một cái sự nịnh nọt và nó làm cho giọng hát của chúng ta tình cảm hơn, có nhiều màu sắc hơn, feel hơn. Đó, thử nha, bây giờ chúng ta tập lại từng chữ nha. Ngày em đánh rơi nụ cười vào anh đó, anh nó rất là rõ đúng không anh. Rồi mình lặp lại câu này từng chữ, cái bài tập quen quen với mình luôn nha. Ngày em đánh rơi nụ cười vào anh mình nhắc nè, anh ngày 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 em đánh đơ chữ đơ nè, đánh đó mình nhắc là từ chữ đầu tiên là mở, anh đánh rơi 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 nụ 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 cười 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 vào vào anh ơi. Cái chữ anh là các bạn dễ nhận biết nhất đó đúng không, anh ơi đó, nó cả hai chữ ơi. Thì chúng ta mở, chúng ta tạo một cái không gian và làm cho cái chữ của chúng ta nó thứ nhất là tròn và thứ hai là nhẹ, tròn và nhẹ, phải tròn và nhẹ, tròn và thoải mái, tròn và tự nhiên. Ok nha. Rồi bây giờ chúng ta hát nhẹ lại, nhẹ lại, nhẹ lại để giọng hát của mình nó nhiều tình cảm, nhiều cảm xúc hơn. Thử là một lần nữa nha. Em ngày em đánh rơi nụ cười vào anh, có tiếp theo nè, có nghĩ sau này em sẽ chờ và vô tư cho đi hết những ngây thơ, hay như là đang hấp hối vậy đó. Đó là cái cảm giác là khi chúng ta feel á, thì chúng ta tìm cái cảm giác hát đang như hấp hối nhưng mà nó vẫn còn hơi, vẫn phải tròn, vẫn phải đầy, chứ không phải là hấp hối mà hết hơi. Ok, một lần nữa nha. Có thể chúng ta chưa quen thời gian đầu đâu, nhưng tập một thời gian các bạn sẽ quen hơn. Hoặc nếu mà các bạn mà cảm chưa đăng ký kênh của mình, hoặc là đã đăng ký rồi thì nhớ chia sẻ video này, like giúp mình nha. Ok, còn nếu bạn chưa đăng ký hãy đăng ký kênh này để các bạn xem tiếp video này và những video tiếp theo, thì nó sẽ hình thành một cái thói quen trong việc ca hát mới để chúng ta tạo nên với cái cảm giác, cái cảm xúc sao cho nó hay, nó truyền cảm trong giọng hát của mình. Ok, mình làm lại nha. Rồi giúp em. Ngày em đánh rơi nụ cười vào anh, có nghĩ sau này em sẽ chờ và vô tư cho đi hết những ngây thơ đó, tình cảm và nhẹ nhàng. Rồi tiếp theo câu thứ hai cũng như vậy luôn, anh đó, cái chữ anh nhẹ nhàng thôi, anh một người hát mãi những điều mong manh, không chứ không phải là mong manh nha, mà là mong manh, nó tạo nên cảm giác đầy cái chữ hơn ha. Đó là một cái mà các bạn có thể nhận thức được là hát tròn đầy, hát hay là như thế nào. Ok, câu thứ hai anh một người hát mãi những điều mong manh, lang thang tìm niềm vui đã lỡ, chẳng muốn rằng lòng quên hết những chờ vơ. Đó thì các bạn nhớ là khi mà chúng ta hát, chúng ta mở miệng, chúng ta tròn lên, làm cho giọng của chúng ta nó có âm ơ vào trong đó. Chúng ta làm lại một lần nữa đi, cứ tự bình tĩnh từ từ các bạn hát theo để mà có cảm giác và làm cho chữ mình nó nhẹ lại. Ngày em đánh rơi nụ cười vào anh, có nghĩ sau này em sẽ chờ và vô tư cho đi hết những ngày thơ, anh một người hát mãi những điều mong manh, lang thang tìm niềm vui đã lỡ, chẳng muốn rằng lòng quên hết
Khi mình hát, cái quan trọng nhất là mình phải truyền tải được cái cảm xúc của mình. Đầu tiên là giọng hát của mình nó phải cố gắng làm sao bắt chước được với những cái giọng hát hay. Như Hoàng Dũng là một giọng hát rất hay. Vì vậy mà hãy bắt chước giọng Hoàng Dũng, và mình đang chia sẻ giọng hát Hoàng Dũng hay chỗ nào đó thì các bạn cố gắng bắt chước theo, ok nha. Rồi bây giờ tiếp theo là câu tiếp theo nè, ta yêu nè, hài vô. Ta yêu nhau bằng nỗi nhớ trước trên những bức thư. Ta đâu bao giờ có lỗi khi không nghe tiếng trôi từ, chỉ tiếc rằng đó. Ta yêu chứ là ta yêu nha. Ta đó, ta đó, âm ơ, nó có pha một chút âm ơ để nó tạo cảm giác dày dặn và đầy đặn hơn của hơi thở, nó rất quan trọng. Nó vô tình nó tạo nên sự cộng hưởng luôn đó các bạn, nên cố gắng tập. Và cái chữ pha âm ơ đó nó phải đi với sự nhẹ nhàng, chứ đừng có cố là to to. Các bạn hát như vậy thì các bạn không, nó làm cho các bạn không rõ chữ và làm cho các bạn căng thẳng. Ok, phải kết hợp với một hơi thở thoải mái và nhẹ nhàng, hát nhẹ lại thôi. Và hai cái đó kết hợp lại với nhau sẽ ra như thế này. Ta yêu nhau bằng nỗi nhớ chưa khô trên những bức thư. Ta đâu bao giờ có lỗi khi không nghe tiếng trôi từ, chỉ tiếng rằng đó, nhẹ nhàng. Và chữ ơ tập từ từ, một lần, 10 lần chưa được thì 100 lần, 1000 lần chắc chắn các bạn sẽ được thôi. Ok, tập luyện với mình đi, các bạn sẽ có được cảm giác. Sau khi có được cảm giác rồi các bạn sẽ đi vào tập, rất đơn giản. Ok ha. Điệp khúc vô. Em không là nàng thơ, anh cũng không còn là nhạc sĩ mộng mơ. Tình này nhẹ như gió lại chiếu lên tim ta những vết hằn. Đó, mình để ý một chút xíu. Khi chúng ta lên cao, chúng ta có một cái thói quen là với lên, với đó. Thì khi mà chúng ta với lên thì nó sẽ có một cái phản xạ gọi là mất vị trí âm thanh. Đầu tiên là như vậy. À, rồi thứ hai là chúng ta mất khoảng vang và mất cái đúng rồi, mất vị trí âm thanh, mất khoảng vang. Chúng ta sẽ mất cột hơi, mất sạch ha. Thì nó dẫn tới một cái hiện tượng là khi hát thôi mà chúng ta bị, khi mất hết á, chúng ta sẽ bóp tí, chúng ta bị cao thanh quản và cổ họng chúng ta sẽ đóng lại và chúng ta sẽ không hát được. Vậy thì khi chúng ta hát cái bài này có những đoạn rất là cao thì chúng ta phải cố gắng không với lên, chúng ta phải kìm cơ thể chúng ta xuống, quyết kìm cơ thể xuống, không với lên để cho hơi thở tự động cộng hưởng, tự động vang tự nhiên bằng cách chúng ta hát nhẹ lại, chúng ta kìm xuống, kìm xuống, kìm xuống. Đó là cái cách mà chúng ta tạo nên cảm giác khi hát thoải mái và không bị với ha, và nó không bị cao thanh quản. Các bạn hát có thói quen là gào lên không ổn đó, cái đó là hát theo bản năng, và hát theo kỹ thuật là nó khác. Ok nha, mình sẽ làm mẫu lại cái điệp khúc này cho các bạn ha. Em không là nàng thơ, anh cũng không còn là nhạc sĩ mộng mơ. Đó, mình cố kìm cái âm thanh nó xuống, xuống dưới cái phần miệng của mình, phần cằm của mình. Mình không cho âm thanh nó chạy lên. Đó, hơi thở của mình cũng cố kìm xuống, xuống 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 dưới cơ hoành, chứ không cho nó chạy ngược lên ngực. Và nó bắt đầu hai cái này nó chạy ngược lên, nó kéo lên, kéo lên cổ họng của mình, nó mất mày gì ha. Đó, kìm xuống. Ôi, 2, 3. Em không là nàng thơ, anh cũng không còn là nhạc sĩ mộng mơ. Tình này kìm xuống là nhẹ như gió lại chiếu lên tim ta những vết hằn. Tình yêu này mong manh sẽ tan phớt,
thôi cũng đời xếp riêng những ngày tháng hồn nhiên trả lại, đúng không? Đó, chúng ta kìm nó xuống, chúng ta không quá căng thẳng ở những cái nốt cao, và chúng ta giữ, khi mà chúng ta kìm xuống rồi, hơi thở của chúng ta được giữ, thanh quản của chúng ta hạ xuống, chúng ta không bị cao thanh quản, chúng ta không bị hét cao thanh quản, và thứ hai là cái khoảng vang của chúng ta, vị trí âm thanh của chúng ta sẽ ổn định hơn. Đó, tất cả bằng một chiêu duy nhất thôi. Vậy thì để hát được điệp khúc này hay, đầu tiên chúng ta phải tạo cái màu giọng của chúng ta bằng cách bước một đó, giữ cái màu giọng em không là nàng thơ nhẹ nhàng. Đó, cái màu giọng tình cảm là phải nhẹ nhàng, tình cảm là phải nhẹ nhàng, căng thẳng là không thể nào mà tình cảm được, mất kiểm soát. Nhẹ nhàng và mở khoảng vang bằng âm ơ. Đó, hai cái đó là tạo màu giọng. Và tới cái thứ hai, cái thứ hai đó là kìm xuống, đừng vươn lên, đừng với lên ở những nốt cao. Khi chúng ta với lên chúng ta bị cao thanh quản, chúng ta mất vị trí âm thanh, chúng ta bị mất cọc hơi. Đó, dừ lại thì nó sẽ hát được cái kiểu này. Các bạn cảm nhận và các bạn tập theo, mình đã phân tích rất rõ từng cái rồi, các bạn phải cảm nhận được và tập theo thì các bạn sẽ hát hay hơn thôi. Đó là lợi ích của các bạn khi đăng ký và xem kênh của mình. Ok, tiếp nha. Em không là nàng thơ, anh cũng không còn là nhạc sĩ mộng mơ, tình này nhẹ như gió lại chiếu lên tim ta những vết hằn. Đó, cái chữ chiếu các bạn thấy chiếu, bắt đầu cổ các bạn dâng lên cứng cái hàm thanh quản ngọt chiếu. No, nhẹ hạ nhẹ nhàng, đầu tiên là tạo màu, thứ hai là hạ xuống. Tình này nhẹ như gió, nhẹ xuống nè, gió tình này nhẹ như gió, nhẹ nhàng thôi nha, không có căng cái gì hết trơn á. Tình này nhẹ như gió lại chiếu lên tim ta những vết hằn. Tình yêu này, đó nhẹ nhàng tình cảm nè, nhấn xuống à, thả lỏng ra, nhấn xuống. Tình yêu này mong manh sẽ tan vỡ. Đoạn đầu tiên này chúng ta nên hát vỡ kiểu đó mới vào, đừng có vỡ bánh xác vỡ thì lúc đó nó làm mất đi cái sự thoải mái. Đó, mất đi sự thoải mái. Đoạn sau mình hết cái để chơi. Ok nha, đoạn đầu tiên hát nhẹ nhàng, giọng gió thôi, nhưng mà phải kìm xuống, vẫn giữ cái màu đó, vẫn giữ cái màu giọng đó, kìm nó xuống. Tiếng yêu này mong mai sẽ tan vỡ, thôi cũng đành. Nghe nó liên tiếc hơn đúng không? Thôi cũng đành, xếp riêng những ngày tháng hồn nhiên trả lại. Đó, ok ha. Rồi, mọi người cùng nhau nha. Qua phần 2 nó cũng như vậy, tạo màu nhẹ nhàng. Phần 2 phần này nó chưa có cao gì hết, nhưng không phải tạo màu. Ok, mở chữ ơ và hát nhẹ thôi. 2, 3, tạo màu, tình cảm. Mai, ngày em sẽ quên ngày mình khờ dại, tạo màu nhẹ nhàng như vậy thôi. Mong em kỷ niệm này cất lại, mong em giọt buồn thôi ướt đẫm trên vai. Đúng rồi, tạo màu nào. Mai, ngày em sai bước bên đời thanh thang. Đó, cái này là phải thanh thang ra thì mở miệng to chút xíu, chút thôi, để cảm giác nó thanh thang. Mai, ngày em sai bước bên đời thanh thang, chỉ cần một điều em hãy nhớ. Đúng không? Coi coi lại cái lời coi đúng không? Đúng rồi, chỉ cần một điều em hãy nhớ. Thì cái này mình phải nhấn vào một chút xíu để cho mình nhắc nhớ người ta, mà nhấn mạnh một chút xíu. Chỉ cần một điều em hãy nhớ, có một người từng yêu em tha thiết vô bờ. Ok nha, tha thiết vô bờ. Đó, cái khó của bài này đối với mình, một giọng tenor, giọng chói, giọng chép, thì đó là cái nốt thấp chứ không phải là nốt cao. Nốt cao nó không ảnh hưởng mình, nhưng mà mình đã vượt qua được cái đó. Đi vô cái đoạn đầu các bạn thấy đó, có cái đoạn đầu đoạn đầu nó có một cái đoạn là và vô tư cho đi hết những ngây thơ, và
thì cái nốt đó ngày xưa mình hát không được đâu. Nhưng mà khi mà mình mở được cái miệng mình và hơi thở mình nhẹ lại và vô tư cho đi hết những ngày thơ đó, rất dễ dàng. Chứ tenor như mình hát nốt cao nó không khó, nhưng mà đối với các bạn nam trung thì nốt cao nó sẽ khó. Ok ha, mình sẽ hướng dẫn cả hai một kỹ thuật này mà nó giúp cả hai đối tượng, ba đối tượng luôn có thể hát được, tất cả mọi đối tượng đều có thể hát được. Ok nha. Rồi tiếp tục, em không là lần thứ hai nha. Điệp khúc lần thứ hai mình sẽ hát như thế này, cảm xúc lên một chút xíu. Em không là nàng thơ, anh cũng không còn là nhạc sĩ mộng mơ. Tình này nhẹ như gió, lại chiếu lên tim ta những vết hằn. Tình yêu này mong mai sẽ tan vỡ, thôi cũng đầy. Đó, chiều các bạn chưa? Mình chuyển giọng thật đó, chiều các bạn. Bởi vì tới đoạn này thì thực chất khúc đó nó phải hát như vậy thì nó mới tạo cái sự khác biệt và làm cho người nghe họ cảm thấy là cảm thấy hứng thú để nghe tiếp ha. Tiếng yêu này mong manh, hát lại nha. Tình yêu này mong manh sẽ tan vỡ, răng vỡ. Nó chỉ căng lên khoảng 5%, 10% cái độ căng thôi, 5% độ căng, đừng căng quá nó vỡ, đúng không? Nó không có khéo léo trong cách sử dụng lực hát đó. Tình yêu này mong manh sẽ tan vỡ, thôi cũng đành xếp riêng những ngày tháng hồn nhiên trả hết. Ok, và như thế là cái bài này nó đã xong rồi đó. Nhưng chỉ khó một chút xíu là cái phần lên tông này. Khi mà lên tông á, thì các bạn cũng như vậy. Các bạn cố gắng là các bạn đừng có với lên theo cái style cứ lên cao là phản xạ tự nhiên là phải ngướng lên, thì toàn bộ hơi thở mất, chết voi mất, cao thanh quản, vị trí âm thanh mất, tất cả mất hết. Đừng có kìm nó xuống. À, càng lên cao càng phải kìm mọi thứ ở lại để cho cái bộ máy làm việc tự nhiên nhất. Ok, em lên tông nè. Em không là nàng thơ, anh cũng không còn là nhạc sĩ kèm xuống mộng mơ. Tình này nhẹ như gió, lại chiếu lên tim ta những vết hằn. Tình yêu này mong manh kèm xuống giờ tan vỡ, thôi cũng đời xem riêng những ngày tháng hồn nhiên kiếm số trả hết khi bạn kìm xuống. Bạn sẽ không bị căng thẳng nữa và bạn dễ giữ cái màu giọng tình cảm của mình xuyên suốt bài hát, và nó tạo nên cái cảm xúc liền mạch cho người nghe. Thì cái đó là cái kỹ thuật mà giúp của cái màu giọng của ai ta? À, của Hoàng Dũng. Cái màu giọng của Hoàng Dũng trong cái bài hát này. Còn về mặt kỹ thuật thì Hoàng Dũng vẫn theo theo quan điểm của mình là một người giảng viên thanh nhạc, có thể nghe được tất cả những cái giọng hát của mọi người và đánh giá ở mặt chuyên môn đó. Thì mình thấy là Hoàng Dũng vẫn chưa có thể kiểm soát những cái nốt cao này, nó chưa có hoàn thiện. Lên cao các Hoàng Dũng cũng phải bị quá căng thẳng. Hoàng Dũng còn trẻ mà, còn còn non trong giọng hát á, nhưng mà giọng hát thì hay, cái màu rất là hay nên mà Hoàng Dũng hát rất hay. Đó, nhưng mà khi lên cao vượt quá giới hạn của giọng hát của mình thì có đôi khi Hoàng Dũng bị vỡ. Và các bạn có thể xem những cái video mà giọng Hoàng Dũng, live của Hoàng Dũng nó bị vỡ. Ở đó thì mình có thể đánh giá được là Hoàng Dũng cũng cần phải cố gắng học kỹ thuật thanh nhạc để làm sao kiểm soát được cái giọng hát của mình lại, đừng cho nó bung. Khi hát lên cao mình bung quá, mình quá cố, là cố quá là đi luôn á. Ok, đó thì kiểm soát nó lại. Hy vọng là video này sẽ được mọi người thích và chia sẻ đến nhiều người hơn, để cho các bạn nào thích ca khúc này
Có thể tập hát cái khúc này, đầu tiên là đổi màu giọng và thứ hai là kiểm soát cái giọng hát của mình. Đầu tiên là đổi màu giọng để cái màu giọng của mình nó trở nên ấm áp và tình cảm hơn, và thứ hai là kiểm soát lại cái cao độ của mình, đừng có để cho cái khi mà mình lên hát nốt cao mình vướng lên, ngướng lên đó, thì kiểm soát lại và làm tập hình thành một thói quen. Và hãy nhớ đăng ký và like kênh của mình và chia sẻ video này đến nhiều người bạn của mình đam mê ca hát. Đôi khi video này sẽ giúp cho các bạn đó hát tốt. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video rất nhiều. Chúc các bạn một ngày hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Nhiều may mắn. Bye bye. Cảm ơn mọi người đã xem video. Nhớ đăng ký và like kênh của mình nhé.